chùa Tịnh Quang. Hai người dân ở đây hay gọi bằng tên thân thương đó là chùa Sắc Tứ, nằm trên một cái vùng núi phía tây nam làng Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Lội Hòa, Đồng Quân. Bên kia là có rất là nhiều người đến tham quan và check-in cái ngôi chùa này. Những cái mảnh mà được ghép lên đây này thì nó được kết hợp bằng những cái mảnh chai, nhìn giống như mảnh chai hoặc mảnh gốm, mảnh sành á, để có nút kết lại và tạo thành những cái hoa văn rất là đẹp mắt. Cái điện chính rất là đẹp mọi người, rất là nhìn rất là trang nghiêm và linh thiêng. Ta đến đây người ta xin xăm chân khỏe nè ha. Các cái lễ hội thì hàng năm cứ đến vào ngày 18 tháng 2 âm lịch thì những cái Phật tử ở đất Quảng Trị dù là ở địa phương khác nhau cũng thường trở về cái tổ đình để thăm viếng và tưởng nhớ những cái bậc cao tăng thành thức đã gây dựng chùa. Xin chào mọi người đến với kênh vlog của Người Hướng Nội ngày hôm nay. Hôm nay thì Người Hướng Nội sẽ dẫn mọi người đến tham quan một ngôi chùa có tên là chùa Tịnh Quang. Hai người dân ở đây hay gọi bằng tên thân thương đó là chùa Sắc Tứ. Đấy, thì đây chính là cái cổng mà chùa đi vô nè. Mọi người thấy kiến trúc của ngôi chùa rất là đẹp ha. Rất là đặc trưng của kiến trúc của văn hóa của người miền Trung. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2023, năm Quý Mão, thì cũng là ngày rất là đẹp để chúng ta khởi hành và đi du lịch ở khắp mọi nơi. Thì hôm nay thì Người Hướng Nội chọn địa điểm đầu tiên mà mình sẽ khai máy, đó chính là chùa Tịnh Quang hay còn gọi là chùa Sắc Tứ. Thì ngôi chùa Tịnh Quang này là một cái ngôi chùa nằm trên một cái vùng núi phía tây nam làng Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ha. Đây là một cái ngôi tổ đình duy nhất của tỉnh Quảng Trị thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông. Biểu tượng tâm linh của Phật giáo Quảng Trị. Đây có rất là nhiều người đến đây ngày mùng 1 âm lịch để mà check-in chụp hình ha, rất đông. Một số nhà tu hành từng là gắn bó với cái ngôi chùa này là luôn coi cái ngôi chùa này là đất tổ của họ, và còn một số người dân thì đã xem chùa như là một cái trung tâm để mà làm từ thiện đến cúng dường ha, và cũng như là đi hái lộc đầu năm mà đi cầu an, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ngôi chùa này thì thường có một cái lễ giỗ tổ hàng năm vào ngày 18 tháng 2 âm lịch, và với cái sự phối hợp của tổ chức của ban trị sự tỉnh hội và ban tái thiết đại diện hội tăng ni Phật tử của Đồng Hương chịu phần tài khoản. Lễ giỗ tổ thì đường được tổ chức rất quy mô. Lễ giỗ tổ thường thường được tổ chức rất là quy mô, hàng trăm ngàn tăng ni và tín đồ Phật tử. Hàng ngàn tăng ni và tín đồ Phật tử và đồng hương khắp đất nước về cùng với tăng ni ở trong chùa. Ở trên này có những cái chữ được ghi đó là thân hòa đồng trú trí tuệ thiền định bố thí. Khuôn viên của chùa rất là rộng lớn, và đặc biệt hôm nay là có rất là nhiều người đến chùa thắp hương vào ngày mùng 1. Đây là tổng quan phía sau của ngôi chùa ha. Là mình quay góc sau của cái cổng này. Ngôi chùa này được biết đến với nhiều cái tên gọi khác nhau. Ngoài những cái tên mà mình đã nói hồi nãy thì chùa Sắc Tứ, Tịnh Quang, thì chùa vẫn được biết đến với nhiều tên gọi như là tên ban đầu đó là Am Tịnh Độ. Ngoài ra hiện tại thì còn có những cái tên gọi khác như là Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang và Tịnh Quang Tự, hay còn gọi ngắn là Chùa Sắc Tứ. Chùa Sắc Tứ là một cái tên gọi rất là thân thương đối với cái người dân địa phương ở nơi đây. Cái cột này người ta làm bằng tre đó mọi người. Đây,
những cái trang người ta đóng lại và đang like, đang đóng lại ha. Đấy. Tạo thành một cái cột cờ rất là lớn. Lội hoa đồng quân. Trên nó có ghi đấy, giới hòa đồng tu. Đây có các bạn nhỏ đến đây chụp hình check-in nữa. Lịch sử của chùa Sắc Tứ Tịnh Quang do Hòa Thượng Tu Pháp tự là Chí Khả khởi lập và xây dựng vào năm 1739, đời vua Lê Ý Tông và năm thứ hai của đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, cách nay khoảng 261 năm, với tên ban đầu là chùa Tịnh Nghiệp. Nhưng vào năm nào thì mãi đến nay vẫn chưa khảo cứu được, nhưng có thể nói đây là một trong những cái ngôi tổ đình có mặt sớm nhất và có ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo và văn hóa của xứ Đằng Trong. Đây có một cái khung gỗ rất là lớn mà người ta khắc đẽo rất là đẹp nè mọi người. Wow. Đây là mình không hiểu tại sao trong chùa lại đặt một cái tượng như vậy ha. Rồi đây là một khúc gỗ rất là lớn. Đấy, có người đang có hình ảnh của qua được ta, nhìn giống như của vua Hùng ha. Đây là một con rồng đang có rất nhiều người cưỡi lên đó ha. Một số cái tài liệu nghiên cứu cho biết là chùa có tên là Am Tịnh Độ qua các cái đời trụ trì tiếp nối như Thiền sư Thuyết Phong và Thiền sư Bảo Châu. Am Tịnh Độ ngày càng được quan tâm đầu tư và cũng như là xây dựng chỉnh trang để mà ngày ngày mỗi khang trang và hoàn thiện hơn. Đây có những cái bức tượng gỗ người ta khắc lên này. Wow. Để mà làm được bức tượng này là phải kiếm một cái khúc gỗ mà có cái rễ rất là mọc ra ha. Mình không hiểu là làm bằng cách gì nhưng mà nghĩ đây là một cái rễ giống ở đây. Xong người ta sẽ đẽo khắc lên những cái hình ảnh rất là đẹp mắt như vậy nè. Bên kia là có rất là nhiều người đến tham quan và check-in cái ngôi chùa này ha. Đến năm 1739 thì năm Kỷ Sửu, tức là năm Vĩnh Hữu thứ năm của vua Lê Ý Tông ấy, năm 1739 ấy, thì chúa Nguyễn Phúc Khoát là trong một cái dịp ngự giá tại Quảng Trị có ghé vào thăm chùa và đảnh lễ Phật và cảm khái với cảnh trí ở nơi đây và làm cho cái ngôi chùa được tiến tâm đến với dân chúng. Cái vị chúa này thì vị chúa Nguyễn này thì thanh hành ngữ và bút viết năm chữ Sắc Tứ Tịnh Quang Tự, làm cho cái bảng sơn son thiếp vàng để tặng làm thêm cái bảng sơn son thiếp vàng để tặng cho ngôi cái chùa này. Từ đó Am Tịnh Độ đổi thành chùa Sắc Tứ Tịnh Quang và trở thành là danh thắng. Như mọi người đang đến đây, ở đây thì đã rất là nhiều người đến check-in ha. Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp á mọi người. Được rồi mọi người ơi. Một số nhà nghiên cứu thì cho biết rằng là ngôi chùa này đã xuất hiện trước năm 1558. Đến khi Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm tại Ái Tử thì đã tồn tại đến khoảng vào những năm 1600 đến 1650 ấy, thì đã có rất là nhiều vị thiền sư nổi tiếng đến trụ trì ở nơi đây. Và hiện nay thì chỉ biết đến hai vị là Lục Hồ Biên Cảnh, bổn sư của Thiền Minh Châu, Hương Hải, lục sư của Thiền sư Minh Châu Hương Hải và Đại Thâm Viên Quang, vị thầy đã dạy về thiền lý cho Minh Châu Hương Hải. Đây là một cánh cổng giống như một cái cửa sổ à. Có cái nét có cái cách trang trí. Mình sẽ giới thiệu mọi người đây là một cái điều rất đặc biệt này. Đây, những cái mảnh mà được ghép lên đây nè. Đó. Thì nó được kết hợp bằng những cái mảnh chai, nhìn giống như mảnh chai hoặc mảnh gốm, mảnh sành á. Người ta đúc kết lại và tạo thành những cái hoa văn rất là đẹp mắt này. Cái này là giống như cái chén ha. Này, đây hình ảnh là cái chén thời xưa nè. Mà người ta sẽ đúc kết lại làm một cái mảng tường được trang trí rất là đẹp mắt.
Bây giờ thì mình sẽ tiến vào bên trong. Đến đời vua Gia Long thì vua ban tên gọi là Tịnh Quang. Chùa được trùng tu vào năm Minh Mạng thứ 21 năm 1941. Đến năm 1972 thì chùa bị hỏng hoàn toàn do chiến tranh. Mọi người biết là Quảng Trị là một cái nơi là ảnh hưởng chiến tranh rất là lớn, nặng nề. Đó là một cái nơi mà Vĩ tướng 17 xảy ra cái chiến tranh cái thời đó rất là khủng khiếp. Ai học lịch sử chắc chắn sẽ biết nè. Và đến năm Đồng Khánh thứ 2 năm 1890 thì lại được trùng tu và ông Trần Chính Tịnh Pháp danh. Ông Trần Chính Tịnh Pháp danh là Thông Quảng được chọn làm hội trưởng Thành Thái vào năm thứ 6 năm 1886 thì cho cải tạo lại chùa, dựng thêm nhà tăng khang trang rực rỡ. Mọi người đã thấy là chùa ngày hôm nay đã được rất là khang trang và rực rỡ. Rất là nhiều người đến cái chùa này vào ngày mùng 1 đó mọi người. Thôi, lịch sử bla bla bla, mọi người có thể tìm hiểu thêm nhiều trên Google ha. Và đây được trang trí rất là dễ thương nè mọi người. Hôm nay có trang trí Tết này, bây giờ mình sẽ đi qua trang trí Tết ha. Giống như những cái ngôi chùa khác thì những ngôi chùa này, ngôi chùa Sắc Tứ Tịnh Quang này có rất là nhiều bức tượng Phật rất đẹp mắt ha. Mà mình thấy màu vàng, không biết là làm bằng vàng thiệt hay là đồng hay là mạ vàng ha. Hôm nay thì có rất là nhiều người đến đây để xin xăm, xin quẻ. Bây giờ mình sẽ đến đây mình cho mọi người xem. Còn đây là một cái hồng đăng chung rất là lớn, là một cái chuông chùa gõ 108 tiếng ha. Gọi là hồng đăng chung. Đây thì có người dân đến thắp hương cho vị này là vị hộ pháp. Đây, người ta sẽ đến đây người ta xin xăm xin quẻ nè ha. Rồi, rớt ra một cây. Sau đó thì đọc lên xem nó là cái gì ha. Sau sẽ đến một nơi nào đó để luận giải ý nghĩa về cái cây này. Đây có rất là nhiều người đến xin xăm xin quẻ nè mọi người. Ngoài ra thì đây còn thờ các cái vị vua Hùng, mình sẽ đến qua cho mọi người xem ha. À, đây là Bồ Tát chứ không phải vua Hùng à. Mình nhìn nó xa, sorry. Nhìn nó xa mình nhìn giống vua Hùng á, nhưng mà thực ra đây là các cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát nè. Và Phổ Hiền Bồ Tát nè. Rồi. Bên kia là thờ Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Để mình đi qua bên này xem cho rõ ha. Đây thì có rất là nhiều người đến cúng bái và thắp hương. Đây, cái điện chính rất là đẹp mọi người, rất là nhìn rất là trang nghiêm và linh thiêng. Tất cả đều màu vàng, sặc sỡ ánh vàng như là ánh hào quang ha. Sau này thì có rất là nhiều người dân người ta đến chùa ngày mùng 1. Bên này là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Bên này có một tượng Phật Thích Ca rất là đẹp nè mọi người. Ngồi trên những ánh đèn ha. Bên này thì thờ các cái vị La Hán tiếp.
cái điện Phật này thì được bày trí rất là tôn nghiêm, điện chính giữa là Thừa Tam Thế Phật. Như mọi người biết là bên này là Phổ Hiền Bồ Tát, bên kia là Quan Thế Âm Bồ Tát ha. Và đã còn có, ngoài ra thì người ta còn sắp đặt thêm các cái vị như là Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân. Và cái chùa có một cái pho tượng Đức Phật Thích Ca là bằng đồng nặng 2.700 kg đúc năm 1997, và chiếc trống lớn bằng da trâu. Wow, tại sao đúc bằng chiếc trống lớn bằng da trâu, chắc là có người tặng. Đây là chiếc trống lớn này mọi người. Wow, chiếc trống khổng lồ luôn á, chiếc trống này đúc bằng da trâu này ha. Đường kính trống là 165 cm, rất là khổng lồ. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, cái người rất nhỏ bé mà cái trống rất là to luôn. Chùa đã qua 9 lần đại trùng tu vào năm 1997, thì là lần trùng tu lớn nhất với kinh phí là 2 tỷ đồng do Hòa Thượng Thích Chánh Liêm trưởng làm trưởng ban tái thiết. Đây, trống. Bên này có một vị hộ pháp nữa. Bên này hộ pháp không xin quẻ nên không có ai đến. Đây là số người đi xin quẻ đó mọi người. Để mình đi qua một vòng ha. Đây là số người xin quẻ. Xin quẻ đầu năm. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái điện chính cho mọi người xem. Đấy, điện chính rực rỡ sắc vàng luôn. Cái lễ mà đặt đá trùng tu thì được cử hành vào ngày 26 tháng 3 năm 1997. Và ngôi chùa hiện nay có chiều sâu là 31m và chiều rộng là 27m, cao gần 15m, là cái điện chính mà mình đang quay cho mọi người xem đây ha. Đây là kiến trúc ở phía trên. Sau khi mà xây dựng xong thì được khánh thành và tổ chức vào 12 tháng 3 năm 2001. Rồi bây giờ mình sẽ tiến ra phía sau của cái điện chính này ha. Trải qua nhiều cái lần biến cố thăng trầm lịch sử thì chùa Sắc Tứ Tịnh Quang vẫn là một cái ngôi tổ đình danh tiếng của Phật giáo xứ Đằng Trong. Được xem là một nơi từng bồi dưỡng và đào tạo nhiều danh tăng thạc đức như là tổ sư Nhất Định khai sơn chùa Từ Hiếu ở Huế. Ở sau này là cái nơi mà thờ tự những cái người đã khuất, người ta sẽ đến chùa và người ta xin đặt những người lên đây ha. Ngoài ra thì cũng có thờ tự thêm các cái người đã trụ trì cũng như là làm việc và cống hiến ở ngôi chùa này. Tiếp theo với cái câu chuyện đó là người ở đây này đã cho ra những cái người tu xuất chúng như là tổ đình Hải Đức hay là Hải Nhu, vốn là người xuất gia tu học ở chùa này. Và sau vào năm 1844 thì ông đã cho đại trùng tu ngôi chùa Quảng Tế, chú tạo nhiều tượng Phật. Hòa Thượng Thích Bích Lâm cũng từng có thời gian gắn bó tại nơi đây. Gần đây nhất thì là những cái người có gốc gác từ Quảng Trị như là Đức Đệ Nhị Tăng Thống và Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ca Giác Nhiên, chùa Thiền Tôn. Đây là phía sau ngôi chùa này mọi người. Và wow, nhìn rất là cổ kính này. Nhìn rất là cổ kính và bình yên đó. Hôm nay chắc có lẽ nhà sư đã bận hết rồi ha. Mình không thấy xuất hiện nhà sư ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá phía sau ngôi chùa này tiếp ha. Ở đây thì có phương trượng đường, là cái nơi mà để thờ, có nghĩa là cái người lập lên cái ngôi chùa này ha. Bên này thì có một góc trang trí ông đồ viết chữ.
Đây là nhà sư Thích Nhật Hạnh, Thích Nhật Hạnh nè mọi người. Nè. Kiểu bè 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 đó vậy đó. Ừ, vậy đâu bè. Qua xe bên này thử. Bên này có cái gì mà đông người quá nè. À, bên này là có một sư thầy viết chữ, cho chữ. Cái view này được như là thế thì nhìn mới vô đây mới nhìn được mấy mới sơ vô ấy mới sao mới con nhìn vào nó ấy. Thầy cho chữ đông quá. Ở sau này thì có một cái tượng Phật Thích Ca rất là lớn. Và có những cái khu lăng mộ ha. Đây là một cái dạng lăng mộ rất là đặc trưng, có nét kiến trúc rất là độc đáo của cái người miền Trung. Nhìn rất là tinh tế và rất là có, phải nói là phải dùng cái kỹ xảo rất là phức tạp thì có thể làm được cái ngôi lăng mộ này ha. Đó, mọi người thấy là những cái này là người ta sẽ dùng những cái nghệ nhân người ta làm, người ta vẽ rồng vẽ phượng lên, là bằng người ta dùng, mình đã từng tình nhìn thấy những người người ta dùng xi măng mà người ta dùng cái bay á, cái dùng để xây á, sau đó người ta xây lên những cái lăng mộ này. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái lăng mộ này xíu ha. Đây, đây chính là cái lối đi vô cái lăng này mọi người. Đó, mọi người thấy cái lăng đẹp vậy chưa? Trên này là có một cái bia ghi chữ. Ghi chữ này thì mình không có đọc được ha. Đây là kiến trúc của cái lăng này. Đó, cái bên là có một cái tượng Phật luôn. Quá đẹp. Rồi, bên kia là mái chùa cổ kính. Hàng năm thì chùa tổ chức rất là nhiều cái sự kiện văn hóa đặc thù của cái ngôi chùa, tại các cái buổi lễ cầu siêu hay là lễ thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an,
nhân dịp lễ dỗ tổ và khánh thành tháp tổ tại chùa Sắc Tứ, Tịnh Quang diễn vào tối ngày 1 tháng 4 năm 2010 ha. Bên này cũng có một cái lăng và ở trên là một vị Phật. Phật này là Phật A Di Đà. Ngoài ra thì trong cái dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2552 của chương trình đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc ấy, được tổ chức tại các địa phương Việt Nam, chùa cũng đã được cùng với các chùa lớn khác tham gia đại lễ này, kết hợp với các cái buổi cầu siêu và cầu nguyện. Ở sau này tiếp tục là cũng là một cái lăng nữa. Qua đó thì góp phần cho quảng bá hình ảnh đến với đồng đạo công chúng. Ngoài ra thì chùa cũng rất là tích cực tham gia các cái hoạt động từ thiện xã hội cùng với các cái chùa khác và được chính quyền địa phương đánh giá là cao và ghi nhận nỗ lực đóng góp của ngôi chùa. Bên này là những cái tịnh xá, cái nơi ở những cái tăng sư, những nhà tăng người ta đi tu hành. Đây là cái tăng, đây là cái lăng nữa nè. Hai bên là trồng những hàng cây rất đẹp ha, rất là sạch sẽ. Các cái lễ hội thì hàng năm cứ đến vào ngày 18 tháng 2 âm lịch thì những cái Phật tử ở đất Quảng Trị dù là ở địa phương khác nhau cũng thường trở về cái tổ đình để thăm viếng và tưởng nhớ những cái bậc cao tăng thạc đức đã gây dựng chùa. Và đem giáo lý Phật Đà truyền bá đến mảnh đất này. Sau nghi thức nguyện hương, những ngọn nến được thắp sáng kết hợp với mùi hương trầm và cũng là người tham dự cái buổi lễ đã để lại những cảm xúc khó quên của cái người tham dự. Thưa các cái lễ hội này mới được tổ chức trong những năm gần đây, nhưng mà cái loại hình lễ hội này được đông đảo nhiều người quan tâm cũng như được bạn bè trong nước quốc tế thế giới chào đón, để lại dấu ấn sâu sắc đối với du khách Quảng Trị. Ở phía sau này thì ít khách đến thắp hương hơn ha. Rồi, và video đến tham quan chùa Sắc Tứ ngày hôm nay của người Hướng Nội cũng đã khép lại. Một lần nữa, nếu mọi người mà thấy hứng thú với clip của mình cũng như là thấy hay thì mọi người có thể giúp mình một like, đăng ký kênh, một chia sẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.